Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2020, tính theo cái múi giờ của ngày giờ của Hoa Kỳ là 7 giờ tối giờ thủ đô. Ở Việt Nam là giờ này sáng thứ Bảy. Tất cả huynh đệ chúng ta để gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 53. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học kỳ thứ 53 và đi ngang cái đoạn thứ 42. Cái bài này cũng có ý nghĩa cho huynh đệ chúng ta nhé. Ý nghĩa là ý nghĩa, thật sự ra thì tác phẩm Chứng Đạo Ca thì bài nào cũng có ý nghĩa. Nhưng mà có những cái bài mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều một chút. Tôi xin đọc chánh văn là: Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế. Khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oán hại. Văn thiết Như Lai đốn gió môn, hận bất diệt trừ linh ngõa tối tối. Tôi thì người miền Nam rặt, cho nên nhiều khi có những cái danh từ nó phát âm có khi nó không có trúng cái chữ. Xin lỗi các vị là người miền Bắc thì thông thường phát âm nó trúng cái chữ nhiều hơn, là thí dụ nó chữ nghĩa là dấu ngã. Ở miền Nam thì cái chữ thành ra. Thí dụ trong này có những danh từ như là linh ngõa tối đó, mà người miền Nam thì phát âm khó với chữ này. Ngõa là dấu ngã, tối tối là phiền tối đó. Nếu như cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác này cách chúng ta 1.300 năm, khoảng trên dưới 1.300 năm, mà tại sao có cái đoạn này? Hồi chiều giờ tôi vừa làm việc mà cứ đọc tới đọc lui, hãy quên cái chạy vô đọc suy nghĩ. Ta mạt pháp có nghĩa là cái sự than vãn ta thán đó. Chứ ta là ôi. Ta mạt pháp là ôi. Ôi mạt pháp ác thời thế, là sao con người nhiều ác đến thế. Thời mạt pháp cho con người nhiều ác trượt đến thế. Chúng sanh phước bạc nan điều chế. Phước bạc đây là chúng sanh phước mỏng. Nan điều chế là khó có thể răn dạy, khó có thể làm chủ được, chế ngự được tâm mình. Cái bài này tuyệt vời. Thưa đại chúng, nghe cái bài này rất tuyệt vời. Chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh viễn hề tà kiến thâm. Khứ thánh là chữ khứ là đã xa, đã qua rồi. Thánh là cách thánh xa, cách Phật xa. Chữ thánh đây là biểu trưng cho Đức Phật, Phật thánh. Phật thánh đây là cái Phật gọi là một vị thánh, mà thánh nhân xuất thế gian. Chứ các vị đừng tưởng đâu nói chữ Phật thánh có nghĩa là giống như ở ngoài miền Bắc họ thờ Tứ Phủ, Đồng Đền. Phật thánh không phải. Chữ thánh đây là ý nói Đức Phật và các bậc hiền thánh tăng, các bậc đại tổ sư, các bậc mà tổ sư đắc đạo. Khứ thánh viễn hề, chữ viễn là xa, chữ hề là cái danh từ này nó bổ túc cho muốn nói ra một cái vế đầu và vế đuôi. Thì khứ thánh viễn và tà kiến thâm, thay vì nói khứ thánh viễn là kết Phật thánh xa, rồi tà kiến thâm là tà kiến nó thâm sâu, nhưng mà thành nó lót cái chữ hề vô. Để các vị cũng đừng có ngạc nhiên là cái chữ hề là nghĩa gì, mà sao thường thường người xưa hay là luôn cả cái tác phẩm mà Phật Tâm Ca của Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng có chữ hề, hay là tác phẩm Cư Trần Đạo Phú của Vua Phật Hoàng Điều Ngự cũng có chữ hề. Chữ hề này là cái danh từ giống như là bổ túc. Nhưng tiếng Anh thì thường hay có chữ the school, the Home Depot, vân vân. Ma cường pháp nhược đa oán hại. Vì cách Phật lâu xa cho nên tà kiến nó nặng nhiều lắm. Vì vậy mà ma cường pháp nhược. Ma nó mạnh, nó cường mà. Pháp thì nó yếu. Cho nên đa quán hại, nhiều quán hại. Văn Thiết Như Lai đốn giáo môn, nghe cái lời của Như Lai và dạy cái pháp môn đốn giáo. Nghe chân lý Như Lai dạy pháp môn đốn giáo. Mình nghe mình biết vậy nhưng mà hận, nghĩa là hận bất diệt trừ linh ngõ tối. Hận là chưa có đủ cái khả năng mà nghiền nát cái tâm tà như ngói bể. Cái bài rất là hay, thôi là chúng rất là hay để chúng ta suy nghiệm thực tế. Các vị thông cảm cho tôi là tôi bây giờ tôi là khùng vậy đó. Tôi nghĩ sao là tôi quất dậy thành ra có những khi các vị nhớ có những lúc tôi nhớ cái cách dịch của Thiền sư Như Huyễn, nghĩa là Hòa Thượng Từ Thông, thì tôi nói những cái cách của Hòa Thượng Từ Thông. Còn ví dụ như bữa nào mà tôi ngồi tôi dịch từng chữ theo cái kiểu mà chữ nào nghĩa nấy tôi dịch vậy. Thành ra có những lúc cái tác phẩm này là tác phẩm gọi là tâm đắc của ông già Từ Thông, rồi dịch dạy cho tụi tôi. Thì bây giờ tụi tôi hướng dẫn lại cho quý vị thì tôi cũng y như Pháp đó mà làm, chứ tôi đâu có cái cách nào mà bào chế gì hơn được. Nó sâu sắc từng chữ vậy mà biểu bào chế cái khác thì tôi bào chế không được nha. Để cho nên là có nhiều vị nói ủa sao cái cách giảng của ông thầy Thiện Tài, cái chứng đạo ca này giống như ông Hòa Thượng Từ Thông. Thì cái nội dung, cái nghĩa đó vậy, biểu giảng khác, giảng làm sao vậy? Thành ra cái chữ từng chữ vậy đó. Chứ còn không cách nào, không có dịch cách nào mà méo mó hơn khác được hết trơn á. Ta mạt pháp, chứ ta là buồn, là ta tháng. Ta tháng, ta buồn cho cái thời mạt pháp, ác thời thế, vậy chứ dịch sao bây giờ? Thành ra tôi buộc lòng tôi phải dịch theo cái của sư ông Từ Thông là thời mạt pháp con người nhiều trượt ác, chứ không còn cách nào hơn. Vì tôi không dịch vậy tôi dịch sao? Cho nên có mấy cái đám mà cái lũ Biêu Côn á, tôi cho là thầy chùa Côn Đồ đó, nó vô nó cũng quậy khóa tôi dữ lắm mà nha. Tôi là hiền nhất thiên hạ mà nó cứ nó ghẹo tôi hoài vậy hả? Bây giờ các huynh đệ thử nghĩ á, biểu ngồi đó nói chánh pháp đi, ráng học đi, ráng tu đi, để ráng thực tập đi, rồi có cái sự an lạc, có chánh pháp đó ngồi nói chuyện cho người ta nghe, người ta an lạc, người ta hạnh phúc quá trời ơi, người ta cúng dường am có hết. Mà trời Phật ơi, con người gì mà nó ham có chùa, nó ham có chức, nó ham quá trời ham, cho nên á, hễ mà ai mà hơn nó, ai mà cảm thấy nó và đụng tới nồi cơm của nó là nó nhảy đông động như bà Hồ bà Cố chết đi sống lại vậy đó, cái đám thầy chùa ngày nay đó. Nhưng mà tuy nhiên là tôi gọi thầy chùa chứ tôi không đụng tới tăng nha, tôi nhắc đi nhắc lại các vị các vị gom, các vị chửi thầy chùa được, chửi mấy ông đầu trọc được, nhưng mà đừng nói tới chữ tăng. Chữ tăng nó một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, mình không được đụng tới tăng, mà mình có thể nói thầy chùa được, mấy ông đầu trọc được, vậy đó. Nghe thì nó dữ dằn nhưng mà không phạm tăng, không phạm tăng. Còn các chị đừng nói mấy ông tăng, mấy chưa tăng là không được, đừng đụng tới cái chữ đó, nó phạm, mình có ác ý. Còn mấy ông thầy chùa, mấy ông là mấy ông mấy ông là mấy ông, không có mấy ông hết đó, tại vì mấy là số ít thôi. Còn số nhiều thì có những bậc cao tăng thạc đức, mình đâu có góp vô mấy ông, thành ra mình không có ác ý đó, cho nên mình đâu có tội lỗi gì. Tất cả có tội lỗi là do cái ác ý mới có tội lỗi, mà mình không có ác ý không sao hết á. Cho nên tôi nói có đám thầy chùa nó cũng nó quậy tôi lắm mà, có mấy ông thầy chùa đó. Cái bài này hay lắm thưa quý vị. Cái đoạn này á, là nói rằng là đem chánh pháp vào đời không phải dễ, do vì đa phần ngày nay người ta đến với đạo không phải người ta muốn thành đạt, an lạc, giải thoát, mà đa phần ngày nay đến với đạo để cầu phước. Chứ nếu mà huynh đệ mình mà đến với đạo để cầu cái an lạc giải thoát á, thì cái bài này hay là bài nào đi chăng nữa, lời chánh giáo của Như Lai, của Tổ sư, không có của ai hết á, nhưng mà ý đó là do cái từ cái sự tu tập chứng đắc an lạc giải thoát niết bàn của Như Lai và chư Tổ sư, nói ra lời nào cũng thâm thúy hết. Nhưng mà tại vì ngày nay mình đâu phải đi đến đạo để vì mục đích đó đâu. Thử hỏi các vị nào mà giờ này mà thích nghe tôi, là hiện giờ tôi thấy nghe số đông đó, nhưng mà các vị thử ngồi lại coi bữa nay bây giờ này mình nghe giảng, đây là mình nghe để mình cầu giải thoát, giác ngộ, hay là mình mục đích gì? Nó khó lắm. Cũng như giờ này là ở Việt Nam là 6 giờ sáng, 6 giờ 14, 15 phút sáng đó. Chỉ có những người mà muốn nghe an lạc, giải thoát, giác ngộ, trí tuệ thì mới ráng mà thức dậy nghe. Chứ giờ này trời ơi, nó còn ngủ sướng lắm. Cuối tuần đó, cho nên tôi nói với đại chúng đó là cái bài này đó là ý muốn Tổ sư muốn nói là đem chánh pháp mà vào đời để hoa giáo hóa, để truyền giáo không phải dễ. Nhắc nhở cho mọi người biết là không phải dễ. Tại vì đa phần người đến với đạo, đến với chùa, đến với Phật giáo không phải muốn thành đạt, an lạc, giải thoát. Vì đáp ứng theo nhu cầu đó mà ngày nay tìm quý thầy mà được ba việc không phải dễ. Thứ nhất là có một cái nội lực, có một cái năng lực tu tập không phải dễ. Thứ hai là nội điển Phật Pháp phải tinh chuyên, phải rõ ràng, phải mạch lạc, không phải dễ. Thứ ba là giới đức phạm hạnh, chịu khó tu hành, gọi là xả bỏ những cái danh vọng, những cái quyền tỏi, những cái lợi dưỡng cho riêng mình để cho dinh thân phì gia. Tìm được một vị thầy mà đủ ba cái này không phải dễ. Đây là tôi nói, đây là tôi dạy cho tôi luôn, chứ không phải tôi chỉ trích ai hết trơn. Tôi không có chỉ trích ai. Bây giờ này tôi nói thật các vị là có thể từ đây về sau là dần dần là tôi bớt rồi đó. Bớt rồi, bởi vì tôi mệt mỏi cũng hơi nhiều rồi. Tại vì nó cũng không lợi ích gì bao nhiêu hết á. Mà những Phật tử mà nghe tôi giảng bấy lâu nay mà chịu phong ba bão táp với tôi, chịu lên bờ xuống ruộng tôi, bây giờ nó cũng đã chín mùi thành thông, hết cái sự ngao ngán rồi. Tôi biết là trong này có nhiều vị hết cái sự ngao ngán rồi. Cho nên vậy mà bây giờ mình huynh đệ mình, thầy trò mình, bà con mình cùng đệ tử Như Lai thì bây giờ có thể từ từ tôi bớt rồi, tôi bớt thiệt rồi đó. Tại vì tôi cũng đấu tranh, cũng có thể học cái bài này là bớt luôn đó. Bởi vì cái bài này để nói là cái tâm trạng của Tổ sư Huyền Giác mà cũng là tâm trạng của chúng ta đó. Cho nên tôi nhắc lại đó, cái gì nó cũng có cái mối tương quan, tương duyên với nhau hết đó. Tại vì cung với cầu nó phải đi liền với nhau. Tại vì đại đa số các Phật tử đến chùa ngày nay không phải để học đạo giải thoát, mà chúng ta đến cái chùa để chúng ta cầu phước, muốn đi đến chùa để cho kiếp sau chúng ta được may mắn, để cho chúng ta được cái quả báo tốt lành, để cho con cháu được thành học hành đỗ đạt, để làm cái phước của nhân thiên. Đại đa số chúng ta chỉ nghĩ cái điều cao cả như vậy, chúng ta cho là cao cả như vậy. Chứ còn nếu chúng ta quyết lòng đến với đạo để học, để tìm cầu cái nền giáo lý để cho được giải thoát giác ngộ, thì số này điếm rất là ít, điếm trên đầu ngón tay. Vì để đó mà ngày nay đi tìm, từ cái việc đó mà đi tìm được ra một vị thầy đủ ba việc là tìm không ra. Thứ nhất là năng lực tu tập, có cái đạo lực tu tập phải dồi dào, không có. Thứ hai là nội điển, phải cho nó rành mạch, nói chuyện cho nó chuẩn, nó căn bản tinh chuyên, không có. Cái thứ ba là giới đức phạm hạnh, hiếm có. À, thành ra hả được cái mặt này nó mất mặt kia, hả được mặt này nó mất mặt kia. Thế như tôi nói thẳng như ông thầy Tài, nội điển tôi thì dầu là không có rõ ràng, không có hết, không có hiểu hết. Nhưng mà nói về căn bản thì về pháp số Phật học, từ ngữ Phật học, về ngũ thừa, ngũ thời, ngũ giáo, về tứ diệu đế, về thập nhị nhân duyên, về lục đạo vạn hạnh rồi, là coi như là tôi nói chuyện danh sách, có nghĩa là nội điển tôi có thể được. Nhưng mà hãy được cái này nó mắc cái kia, hãy giỏi được mặt này cái là nó lâu nó cà chớn, cái nó chọt bên này, nó chọt bên kia, nó xỉa bên nọ, nó xối bên nọ, rồi cái thành ra nên nó khiếm khuyết. Chứ nếu mà tôi mà được nội điển giỏi nữa ha, năng lực tu tập giỏi nữa, giới đức phạm hạnh trang nghiêm nữa, cái thì tôi thành thánh à. À, cho nên vậy mà thôi các thì thông cảm, hiểu vậy thông cảm. Vì cái chỗ đó đó là tại sao mà ngày nay không có tìm ra một ông thầy nào mà được ba cái điều kiện đó, là vì cái xã hội, tại vì trong cái hoàn cảnh xã hội ngày nay nó cần ba thứ. Tại xã hội cần ba thứ. Thứ nhất là lợi nhuận, thứ hai là kinh doanh, thứ ba là quảng bá. Vì ba cái này xã hội nó cần, cho nên ba cái kia nó khuyết. À, học đạo tôi phân tích cái gì nghe đã không? À, chịu khó nghe mấy cái gì nè, rồi các vị mới có cái sự cảm thông. Rồi quý vị mới cười. Thằng Đài nó ăn vậy, nó như vậy, cười vậy đi. Tôi nói các vị nghe trời, học đạo mấy điều nó đã lắm. Thằng Đài nó ăn vậy, thời thế nó vậy, cho nên nó nảy sinh ra những thầy chùa cũng vậy. Vậy cái mình cười thôi, chuyện gì cái mình cười thôi. Người ta có chuyện gì mình học được mình học, cái nào hay mình học, cái nào dở mình không học. Đó, tôi trở lại sở dĩ ngày nay đó, nó bắt nguồn đầu tiên là đại đa số tín đồ đến chùa không vì mục tiêu giải thoát giác ngộ, mà đến chùa để vì phước, để cầu phước, để cầu vui, để cầu vuốt ve, để cầu khen. Thành ra tôi nói thiệt á, có ông thiền sư ông nói đúng á, ông nói nếu như á, vị tổ sư nói câu này nè, nói câu này các Phật tử nên ghi vào để nhớ nè, câu này phải ghi ra ghi tâm nè. Vị tổ sư dạy á, nếu như trong chùa thầy tu thầy các thầy chỉ tuyên dương niết bàn á, thì cỏ trước chùa nó mọc tới 3 thước. Nếu như ở trong chùa quý thầy chỉ tuyên dương niết bàn á, thì cỏ trước chùa nó mọc tới 3 thước. Trời ơi, câu này nghe thấm thía. Các vị hiểu câu này không? Bởi vì ở trong chùa mà cứ dạy cái pháp giải thoát giác ngộ, dạy cái dạy pháp an lạc, dạy cái pháp mà buông xả, thì cỏ trong chùa nó mọc tới 3 thước. Dễ hiểu. Có nghĩa là không có ai tới chùa hết trơn, không có ai tới. Thế nên tôi mắc cười. Tôi cũng vậy đó. Tôi đây cũng có mấy Phật tử mom em bò tới tụng kinh vài tuần với tôi, cái rồi cái tôi phang mấy câu biến hết, thành ra cỏ trước nhà tôi nó mọc tới 3 thước. Bởi vì người ta tới đây ta cần cái tiếng khen. Rồi cái rồi 4-5 người tới tụng kinh chơi với tôi vài tuần vậy đó. Cái rồi có một người, cái tôi phang một người, cái rồi tôi quất một câu xanh dờn, cái rồi một người đó về điện mấy người còn lại, cái rồi súng nhau kéo cả đàn cả nhóm vậy, biến hết vậy đó. Thế thì cỏ trước chùa nó mọc 3 thước, bởi vì không có người tới. Còn mà tới đây mà trời ơi khen, Phật tử ơi tới đây, mình nay mình tới đây mình bàn cái chuyện bà Tám nha. Trời ơi bàn cái chuyện nói xấu chùa này, nói xấu chùa kia, nói xấu thầy nọ, nói xấu người gia đình bà Phật tử nọ, nói xấu ông Phật tử kia. Ô thôi, nó nhào tới ào. Tâm lý. Còn tới đây mà nói cái pháp giải thoát giác ngộ không, nói sao thầy ơi con mệt quá rồi thầy ơi. Thầy nói ít thôi, trời ơi con ở nhà con nghe con nói thuyết pháp muốn chết rồi, tới đây thầy thuyết pháp nữa. Khác à, con thuyết pháp khác mà thầy thuyết pháp khác à. Vậy mà tôi nói thật các vị, cái rồi cái tôi giảng lên trên mạng, tôi nói tôi không có cần Phật tử tới. Cái Phật tử nghe câu không cần người tới, cái họ nghe câu đó cái họ nói ông thầy ông nói không cần người tới làm chi. Không cần người tới là không cần cái người nhiều chuyện tới. Sở dĩ tôi không cần là tôi đuổi cái tâm nhiều chuyện, cái tâm mà bỉ thử, cái tâm mà tráo chúa lộn mèo, tráo chúa, gọi là cái tâm mà gọi là hơn thua bỉ thử tôi đuổi. Nhưng mà họ tiếc cho nên họ ôm cái tâm đó, họ đi theo, họ ôm về tới nhà, họ ôm gửi cho bạn bè, họ ôm gửi cho tứ lung tung để mà cho phiền não chơi vậy đó. Thành ra họ nói tới với cái này, cái thành nó đúng ngay tâm lý của tôi hết trơn cái trời. Ngày nay tôi không có cần người là vậy đó. Tại vì tôi không có cần người nhiều chuyện, tôi không có cần người. Tôi nhiều chuyện nó quá nhiều rồi, ngày nào tôi cũng chuyện nhiều rồi, mà giờ có người nhiều chuyện nữa là thôi tôi điên đầu. Cho nên Phật tử nó không có vắt óc, không có nguồn tim. Phật tử người ta không có nguồn tim, không có vắt óc. Mà đại đa số là như tôi đã nói, là tổ sư đã nói đó, là chúng sanh phước bạc nan điều chế. Cái bài này bữa nay mình học không hết đâu, học bữa nay bữa mai mới hết. Trở lại cái lời của một vị tổ sư đã dạy là nếu như thầy tu ở trong chùa mà cứ tuyên dương cái pháp niết bàn giải thoát thì cỏ trước chùa mọc 3 thước. Vắn hết rồi, nó biến hết rồi. Cho nên như vậy đó mà cái sinh hoạt của Phật giáo đó ngày nay đó, nó quen dần, nó thành tôn giáo kinh tế thị trường. Các chị nghe cái câu này đau không? Vì xã hội cần 3 thứ: lợi nhuận, kinh doanh, quảng bá, cho nên nó giảm đi ba cái thứ trên của người tu. Thành ra cho nên cái sinh hoạt Phật giáo nó quen dần, nó thành tôn giáo kinh tế thị trường. Mà từ khi mà Phật giáo nó thành tôn giáo kinh tế thị trường á, thì phẩm chất của tăng già bị giảm, nghề nghiệp ngoài đời á, thì nó không bằng cái nghề tôn giáo kinh doanh. Không có nghề nào kinh doanh lợi nhuận cao bằng nghề tôn giáo hết trơn. Người tôn giáo kinh doanh đã lắm. Ngoài đời người ta cũng lập cái tôi thấy bên Tách Xịt á, bên Tách Xịt tôi đi vô, tôi mua, bữa tôi đi thỉnh thỉnh Phật, thỉnh tượng Phật. Có cái tiệm U Lam gì đó, Vu Lam gì đó, Vu Lam U Lam đó, tội nghiệp lắm. Các thầy tu vô họ bán nó nửa giá, ở tại bên Hilton Texas. Họ bán nó nửa giá, mà còn có khi nhiều khi bán trần ai mới được tượng Phật. Thí dụ tượng Phật 240 đồng, quý thầy vô hãy có cái đầu trụi vô, cái họ bán có 120 đồng. Còn á, bán cho được cho một Phật tử nào mua mà được cái tượng nó trầy da tróc vải. Còn ngược lại cũng cái tượng 240 đồng đó, mà ở trong chùa mà cái phòng phát hành của chùa nó bán 450 đồng cho tới 600 đồng. Mà nhưng mà Phật tử phải chen chút mà mua, chứ đâu có dám mà nói này nói kia, hả rờ tới là phải mua à. Nó đau không? Rồi trong khi nhiều chùa đặt cái tượng bên Việt Nam làm có 30 đồng, mà bây giờ kêu gọi Phật tử cúng dường mỗi người tới 1.200 đồng, 1.000 đồng, 1.200 đồng, 1.500 đồng, 2.000 đồng. Đó, trong khi đặt cái tượng có 30 đồng. Trời ơi, không có cái nghề nào nó sướng bằng nghề tôn giáo, mà gọi là kinh doanh tôn giáo. Vì vậy mà nói thiệt các huynh đệ á, nhiều khi mình ngồi mình nói, nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ á, mấy cái vị mà bây giờ ngày nay làm từ thiện, rồi mấy cái cư sĩ mà họ lập ra cái ban hậu niệm, rồi lập ra cái ban này ban kia đó, nhiều khi mình ông thầy tu mình nói ôi cư sĩ làm vậy là coi như xem thường quý thầy tu, xem thường Phật pháp. Nhưng mà nghĩ lại đó, vì đâu nên nổi gây ra nỗi này? Vì ai nên nổi gây ra? Vì ai mà để gây ra được? Thì học với ai? Học với các thầy. Học với các thầy. Các thầy kinh doanh giỏi thì tôi là cư sĩ tôi cũng phải học với các thầy chứ. Thành ra ngày nay đó thấy không, mấy cái anh mà nó có tóc mà nó vẫn đắp y, rồi nó xưng nó là có thể thấy ma, nó có thể nói chuyện với quỷ, nó có thể gặp Phật Di Đà, nó có thể thông hành với Bồ Tát. Thành ra nó nói rồi, thành ra rồi mình nói nó là tà đạo à? Không có đâu. Coi chừng á, nó làm vậy là vì ai dạy nó. Ở ngoài Bắc có mấy anh bây giờ đó, coi như là cũng ngồi liêm diêm vậy đó, rồi cũng ngồi đó mà bắt ma, rồi cũng ngồi đó. Vì ai? Vì ai? Nên tôi nói thật lòng nghĩa là ai có ghét tôi ghét à. Cho nên á, cái xã hội á, đời sống á, muốn tồn tại thì phải có cơm ăn áo mặc. Nhưng mà bây giờ ngày nay nó thêm cái chữ là phải có tiền tiêu. Có tiền tiêu. Thời xa xưa, thời Đức Phật á, thì chỉ cần cơm ăn áo mặc cho qua ngày đoạn tháng. Còn thời nay phải có tiền tiêu. Như thí dụ tôi cũng nói thiệt hà, ở Mỹ vậy á, mà tôi hỏi các vị tôi không có lường gạt Phật tử được. Tôi không có đủ cái năng lực độ được mấy cái bà giá, mấy cái bà mà coi như là lỡ thời, không có vũ khí được, không có vuốt ve được, thì tôi làm gì tôi sống đây? Thì tôi phải đi làm chứ, phải đi làm để ra đồng tiền chứ. Mỹ này ngoài cái chuyện cơm ăn áo mặc mà không có tiền là không làm gì được hết trơn á. Cái này nói thiệt à, cái xã hội nó đang đương đại nó như vậy. Như tôi bây giờ nhắm mắt mở mắt thôi thì một tháng vậy là sơ cũng phải có 1000 mấy ha. Bởi vì ở Việt Nam cái chùa là đất, cũng như các vị Việt Nam là cái nhà, là nhà của các vị, nhà nhỏ nhà lớn, nhà tường nhà lá gì cũng nhà các vị. Còn ở Mỹ này nhà gì cũng phải trả tiền hàng tháng hết trơn. Không có tiền nó thì 3 tháng không trả là nó cho mình ở được thêm 6 tháng nữa, là 9 tháng nó cũng xách đầu nó liền ra ngoài hà. Lúc đó nó xuống nó xúc nó mời ra vậy thôi. Vậy thì cái đấy sao thầy tu thầy tiền không tiền nó xách đầu ra ngoài thì buộc lòng không đi lường gạt Phật tử được, thì phải phải đi làm gì có tiền làm. Thành ra cái thứ ngu si vô trí, cái thứ mạng bả hàm, mạng cấm xấu, cái thứ mà đầu to ốc một trái nho á, thầy tu mà sao không có chánh mạng. Trời ơi, có hai vợ chồng ở bên Dallas đó, mới đầu nó nghe tôi giảng, nó nói hay lắm nha, điện qua, trời ơi thưa thầy à, giờ vợ chồng con từ quê ở Huế đi qua bên này, rồi con tìm những vị thầy như thầy hiếm lắm, con thầy cho con đỉnh lễ thầy từ xa, đỉnh lễ thầy từ xa, nói ngon lắm nghe. Tôi nói không, tôi không có cần đỉnh lễ từ xa, mà tôi cần các Phật tử hiểu đạo để các vị sống có an lạc. Không, con lễ nghi lắm thầy, con đỉnh lễ thầy từ xa. Bà mẹ ơi, tới chừng nó coi, nó thấy mấy thằng YouTuber nói ông thầy Tài đi vô sòng bài một cái nó comment, nó chửi tôi. Nó giàu làm cái gì làm, nhưng mà phải có làm cái nghề có chánh mạng. Không biết thằng nào, con nào, thầy chùa nào mà dạy nó có chữ chánh mạng là không được đi làm nghề đó ta. Phải chi mà tôi đi sát sanh, đi hại mạng, đi cướp giật người ta thì nó nói không chánh mạng. Bởi vì cho nên đây là cái thứ ngu si, cái thứ mà nó luôn lúc nào nó cũng xài chữ nghĩa, nó ngu si vậy. Như tôi nói các vị, chữ chánh mạng đó có nghĩa là nuôi sống cái thân mạng bằng cái việc làm chân chánh. Đằng này tôi đâu có đi đưa dao vào cổ bắt ai phải cho tiền tôi. Tôi có video sòng bài tôi làm cái chuyện đó cũng không có bắt bớ ông bà, ông giải tổn thương ai. Cái đó cái quốc gia này nó cho cái việc tự do, miễn làm sao làm đóng thuế chính phủ, miễn làm sao làm mà có hợp pháp thì thôi. Mà anh, vậy là cái thứ này chắc cái thứ mà gọi là mới ở Việt Nam được đào tạo qua đó, chánh mạng. Trời đất ơi, bởi cho nên các vị á, ai mà hở cái bà đỉnh lễ, con đành lễ thầy, cái là tôi sợ thấy ông bà ông giải tôi à. Thành ra tôi nói các Phật tử đó, tôi hết lòng, thật lòng mà tôi không phải tôi nổ, tôi vì cái tiền đồ chánh giáo Như Lai. Thành ra tôi chấp nhận, tôi hy sinh bao nhiêu gian truân khổ cực mà tôi lèo lái con thuyền 9 năm trời ở đất Hoa Kỳ này, coi như là từ một mình mà xông phá trận mạc. Cứ bằng ta muốn cởi cơn sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, chứ không chịu làm tùy thiếp người. Có ai mà thằng thầy chùa nào mà một đơn thân độc mỏ như tôi không? Tôi nói không phải tôi ngày nay mà tôi nói kiểu là tự hào chứ thiệt. Người ta đều có thân, có thích, có bạn, có bè. Thành ra còn tôi qua bên đây một mình mà coi như là tả sông hữu đột. Một mình lướt trận sông vô, cái gì đó, chân tiên đầu đội kim khôi, tay cầm, gì đó, sư bạc mình ngồi ngựa ô, một mình lướt trận sông vô, gì đánh người cốt đột gì đó. Nên tôi cũng lâu cũng cho tôi nói cái tôi một chút vậy cho các chị biết. Thành ra tôi không có giấu giếm gì hết trơn. Ngày nay là coi như không có, càng ngày không sợ thằng Tây nào. Đó, như là sáng tôi nói chơi với ông Phật tử thiệt. Tôi khi mà tôi cầm cái thẻ xanh trên tay rồi đó là tôi sống đúng luật pháp Hoa Kỳ nghe. Tới ngày nay không hề xin một đồng phó tem nghe. Ngày nay, tới ngày nay không hề xin một cái gì. Bây giờ tới mức độ mà tiền mà bảo hiểm sức khỏe tôi là mỗi tháng đóng đàng hoàng đó. Còn chưa nói kể là mua bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì hồi lúc đó có một thân một mình, sợ chết ra rồi, tội nghiệp mình ở cái chùa nào đó tội cho người ta. Tôi sợ nhất là cái tình trạng mà ta đi xin từng đồng để ta làm đám ma cho mình đó. Cho nên tôi mua bảo hiểm. Không ngờ là tôi buông từ khi tôi nắm thẻ xanh trong tay. Rồi bây giờ mà ai thử ám sát tôi một cái là nội bảo hiểm nó tra ra, khỏi cần ai điều tra. Camera là bây giờ gắn 48 ngày nó mới xóa camera đó. Cho nên ai mà lạ mặt mà vô mà đụng tôi cái biết liền à. Tôi ở Hoa Kỳ mà. À, cho nên bây giờ mới nói, ủa vậy thì mình đâu có sợ, chỉ trừ ra sợ mà mình đi đường nó coi như là hỏng. Nhưng mà rồi cũng nó điều tra ra, tôi đâu có biết chạy xe đâu, tôi sợ nó làm bẫy, nó đụng xe mình đâu mà tôi lo. Cho nên tôi nói là tôi nói thẳng vậy đó, nói thẳng đi tìm những con người gọi là thượng thẳng để mà nghe nổi cái chánh giáo này. Bất giờ là coi như là nói khinh từ theo nó hơi khó nghe là bất cần đời, có nghĩa là không phải là vì cái cơm ăn áo mặc mà quá cần cơm ăn áo mặc mà phải lệ thuộc, phải cúi lòn người này người nọ người kia. Chẳng qua những năm tháng đầu tiên thì nội mà làm giấy tờ, tôi như tôi đã nói là làm đúng theo cái quy trình là tốn cả chục ngàn đô la. Tại vì cái tội của tôi 3 hồi thục, 3 hồi ló, 3 hồi muốn đi về lại Việt Nam, cho nên đó, giấy tờ chưa xong nó thấy buồn chán quá, rồi cái đổi cái chỗ khác, mà đổi chỗ khác cái làm lại từ đầu, vậy nó tốn cả chục ngàn đô la. Thì tiền ở đâu có. Trời ơi, bên Mỹ này không có vụ mà đi mượn, tự nhiên chưa có giấy tờ đi mượn ai, cũng càng không có đi xin ai từng đồng từng cắt. Các Phật tử phải thương hiểu tôi vậy đó. Thành ra tôi phải đi lặn lội, tép lội tôi đi làm chứ. Rồi đi làm, ban đầu đi rửa chén rồi đi hốt rác, rồi đi sắt gọt, thậm chí đi sắt thịt nữa chứ. Rồi vậy mà cũng không xong nữa, thiếu gì, miễn cái gì làm ra tiền mà đúng với pháp luật, đóng thuế là làm à. Thành ra tôi nói cho các huynh đệ biết, vậy thì cho nên ngày hôm nay nhiều người hiểu ta cảm thông. Vậy đó. Còn cái thứ mà ăn bả hèm, ăn cấm xấu, cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà đá cá lăn dưa đó, sở dĩ tôi không bằng nó cho nên nó mới quậy tôi. Tại vì mình không làm cái trò như nó được, không đi lường gạt bá tánh, không đi chuột bùa chuột ngải bỏ cho người ta mê, không đi đáng bà ngoại bà nội cũng đè trên giường. Tôi không làm được điều đó, cho nên vì vậy mà không làm được điều đó, cho nên thua nó, cho nên nó phải kiếm chuyện nó quậy. Nói vậy là thằng nào quậy biết thân, không ăn nhậu giống nó, không mua vịt quay heo quay giống nó, không mua tôm hùm lén luộc ăn dục đầu và thùng rác. Phật tử nó vô nghe thúi ình, nó bới lên nó coi giống nó, nên vì vậy mà nó không biết chuyện gì, nó kiếm chuyện chơi vậy đó. Thành ra tôi nói các chị biết là cái bài này tổ sư nói hay vậy đó. Ta mạt pháp ác thời thế rồi vậy đó. Ôi cái thời mạt pháp này đó, con người nhiều tội ác. Như vậy thì mạt pháp cái gì? Như vậy là cách 1.300 năm trước thì vẫn có danh từ mạt pháp này ra đời đó chứ. Cách 1.300 năm trước vẫn có danh từ mạt pháp này ra đời. Như vậy cái thời của tổ sư Huyền Giác á, là thời Đường. Mà các vị biết thời Đường á, là thời hưng thịnh nhiều mặt, về văn học nè, về kinh tế nè, về thi ca nè, về hội họa nè. Tất cả các thời Đường là thời thịnh hành. Mà các vị thấy có những cái bài thơ mà gọi là bài thơ Đường Luật đó, các vị thấy không? Những cái bài thơ mà nó nổi tiếng mà hãy nói ra là nó thơ đó là theo kiểu thơ Đường Luật. Thì các vị thấy cái phải là cái thời đó là quốc gia phú cường không? Phải là tôn giáo vững mạnh không? Nhưng mà các huynh đệ biết tại sao mà Phật giáo mình nó tới ngày nay nó như vậy không? Là tại vì đó, nói đi thì nói lại chứ từ xưa cho tới bây giờ đó, cái thể chế chính quyền nào họ cũng dựa vào tôn giáo hết. Mà tôn giáo mà không khéo dựa chính quyền cái, rồi hai cái dách này nó dựa với nhau cái thành ra nó hư bột hư đường hết trơn hết trời. Hư bột hư đường. Đó bằng chứng á, hiện giờ mình đang cái nạn mà cái phong trào mà sốc hàng nhất cái vụ chùa Kỳ Quan đó. Chùa Kỳ Quan 2 đó. Đó, gọi là ta mạt pháp ác thời thế đó, chúng sanh phước bạc nan điều chế đó. Khước thánh viễn hề, tà kiến thâm, ma cường pháp nhược, đa oán hại đó. Cái thời nào mà con phản cha trò phản thầy thì cái thời đó gọi là thời suy di. Tội nghiệp lắm. Người lớn cũng tức mà cái nhỏ nó hào hớn, hớn hở. Bây giờ Việt Nam nó đi hai việc một lượt. Một việc á, thì ở trong chùa trò phản thầy, còn ở ngoài đời thì con cháu ngoại nó hại mẹ, rồi cháu ngoại nó đánh bà, rồi cuối cùng rồi nó hại mẹ nó, rồi mẹ nó đánh mẹ nó đánh bà nó quay phim đó. Đó bằng chứng rõ ràng đó là ma cường pháp nhược, đa oán hại đó, nó rõ ràng mà một vậy à, không có giấu đâu được hết trơn. Bởi vì cái thể chế tôn giáo mà nếu bị thể chế chính quyền dựa vào, mà rồi tôn giáo dựa vào, hai bên dựa nhau, thì một là lợi dụng để củng cố chính quyền, lấy tôn giáo để mà làm một cái thế đỡ cho chính quyền vững mạnh. Nhưng mà cái thứ hai, khi mà đỡ với nhau, đỡ qua đỡ lại, thì cái điều thứ hai mà dầu thể chế dân chủ hay thể chế xã hội chủ nghĩa gì, nó cũng bị tình trạng là đề phòng khả năng tôn giáo mạnh lật đổ chính quyền. Tôi nói đây là tôi không chính trị mà tôi nói thực tế nha. Đây là hiện tại ở Mỹ đây nè. Các vị biết Mỹ mà cái Phật giáo mà nó rã bèn hết trơn hết trọi, mà không ông thầy, mấy ông thầy mà lãnh đạn các cái giáo hội này giáo hội kia, mà không ông nào mà ngồi với ông nào là do đâu? Do chính quyền Mỹ nó xé rẽ ra như vậy đó, chứ không có đổ thừa tại ai á. Mà nhưng mà có cái bệnh là hở cái gì cũng đổ thừa cộng sản. Thật sự không có cộng sản nào trong này hết, là cộng mình không cộng, mình thành ra trừ vậy thôi. Còn nếu như á mà để cho nó mạnh, đoàn kết với nhau hết, thì chính quyền họ rất là sợ. Thế thì tôi nhắc trở lại, dầu tư bản chủ nghĩa dân chủ tự do hay là xã hội chủ nghĩa cộng sản, thì cũng phải đề phòng cái điều thứ hai. Đó là gì? Là đề phòng khả năng tôn giáo vững mạnh lật đổ chính quyền. Đấy, các vị thấy chưa? Đó, đề phòng hết á. Nói vậy là ai lý luận hơn thì cứ vô lý luận, mà tôi biết là không cách nào đỡ được đâu. Tôi nói là nó rõ ràng, chỉ trừ nó kẻ ngu vô nó cãi bậy thôi, chứ còn người trí là không có cãi bậy được. Một khi tôi nói là vững chãi, chứ tôi không có nói kiểu mà phe nào hết á. Tôi đã tuyên bố, thứ nhất là tôi không đụng tới chính trị, thứ hai là tôi không có đụng tới tôn giáo khác, mà tôi nói chung vậy đó. Cho nên tôi không bảo vệ bên nào hết, mà tôi nói thực tế như vậy. Vì vậy mà cái câu mà tại sao cái bài này tôi trăn trở, tôi suy nghĩ, tôi đắn đo, mà sao mà cái thời của Ngài Huyền Giác là cái thời Đường, mà tại sao mà Thiền sư Huyền Giác nói cái điều đó. Cho nên trở lại cái vấn đề đó, nếu như cái đời sống muốn tồn tại thì phải có cơm ăn, có áo mặc, có tiền tiêu. Vì vậy mà nó tan tét, tan tành qua lá hẹ hết. Cho nên các tăng ni nào mà hiểu điều đó rồi đó, thì có những cái sự đắn đo suy nghĩ. Nên tôi cũng nói thiệt các vị, tôi ngu dốt lắm. Tôi qua đây 9 năm trời ở xứ cờ hoa, xứ này, chứ tôi không có biết tiếng Anh, tiếng Âu gì hết, không có biết lái xe, lái cộ gì hết. Nhưng mà nó học nhiều thứ lắm. Chịu khó lắng tâm, chịu khó nhìn ra xa một cái, rồi học nhiều thứ. Cho nên vì vậy mà trên đường hoằng pháp á, của tăng ni á, đừng có quá mà tùy tục. Nếu như mà tùy tục thì giá trị càng ngày càng khuất dần. Nếu tăng ni là tùy tục, là theo cái trào lưu của thế tục, Còn như ngược lại, nếu như mà trên nước Đề Hoàng Pháp mà tăng ni không tùy tục thì người ta không đến chùa. Đó. Giống như tôi ngày nay, tôi không có tùy tục thì rồi xong mình cô đơn, hồng the khép bóng, đơn coi lẻ loi. Tùy tục là theo thế tục mà không, tôi nói là nếu như tăng ni mà tùy tục thì giá trị càng ngày càng khuất dần. Còn nếu như tăng ni mà không tùy tục thì người ta hổng đến chùa, hổng đến chùa. Như cái mùa Vu Lan này đó mà chỉ có cái là tổ chức rồi tụng kinh rồi giảng nói không á, Phật tử nó hổng đến chùa đâu, hổng đến chùa. Mà phải tổ chức cái gì? Tổ chức cái thỉnh linh nè, tổ chức cái cầu siêu nè, rồi cái là lễ Vu Lan, rồi tổ chức cài hoa hồng nè, rồi xong rồi cái phải lên hát nữa. Có nghệ sĩ, ca sĩ, giàu là ca sĩ chuyên nghiệp hay ca sĩ miệt vườn cũng phải cầm hát vậy để cho Phật tử ở dưới này vừa ăn cứ đút vô miệng ăn mà con mắt nó trao tráo nhìn hát. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ nhỏ mai này gì đó. Vậy thì nó mới tới chùa. Các bạn thấy không? Thế thì hễ nếu như mà đời sống tu hành của tăng ni tùy tục thì giá trị nó khuất dần, mà không tùy tục thì không có Phật tử đến chùa. Bây giờ xử sự làm sao? Tôi phân tích quá thực tế, người ta không còn cách nào mà hơn nữa. Nó thiệt rồi, phân tích rõ ràng. Bởi cái bài bữa nay nó rắc rối. Cho nên người xuất gia thì phải hiểu điều này. Thứ nhất là tăng ni, những người xuất gia phải ý thức được cái sự tồn vong của đạo, cho nên phải học và tu. Học và tu, chứ không có nói cái miệng. Không phải biểu người ta bỏ mà mình thâu. Thứ hai, người Phật tử tín đồ phải nâng cái đời sống tâm thức, phải biết đến với đạo Phật để học giáo lý, để tìm cái con đường giải thoát giác ngộ là chính, chứ không có chuyên về một khía cạnh cúng cầu. Thì như vậy thì mới họa chăng cái Phật Pháp nó còn kéo dài trên nhân thế này. Cái chữ tùy tục là hài lòng người thì chánh Pháp bị thấp giá. Còn nói thẳng để mà chỉ cái con đường tu tập giác ngộ thì lại không có người. Đã thấy chưa? Phân tích rõ ràng, hai khía cạnh để các vị tự chọn. Trở lại cái bài học ba mạt pháp ác thời thế, chúng sanh bạc phước nan, chúng sanh phước bạc nan điều chế. Thời mạt pháp con người nhiều trượt ác, chúng sanh phước mỏng khó làm chủ được chân tâm. Khư thanh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại. Cách Phật lâu xa cho nên lòng tà kiến nặng thêm nhiều, mà chánh pháp yếu cho nên ma quân mạnh gây nhiều quán hại. Chánh pháp yếu, ma quân mạnh. Quân mạnh như tôi đã nói đó, là ngày nay cứ tôn giáo dựa vào chính quyền, chính quyền dựa vào tôn giáo, cứ hai cái lưng nó dựa với nhau, mà thật sự ra đó bên nào nó cũng thủ hết trơn, bên nào nó cũng thủ. Chính quyền dựa vào tôn giáo hay là chính phủ, tôi giờ thôi tôi ở Mỹ, tôi nói ở Mỹ đi, chính phủ cũng dựa vào tôn giáo đó nha. Đừng có nghĩ là cái nước tự do dân chủ vậy là chính phủ Hoa Kỳ không dựa vào tôn giáo. Nó cho tất cả các tôn giáo hoạt động hết, muốn hoạt động cái kiểu gì hoạt động. Để chi vậy? Đó, các vị tự hiểu rồi. Đó là tôi nói đây là tôi đang ở cái nước tự do dân chủ nè. Chứ để thôi các vị không khéo các vị nói thầy bên đây mà thầy chó mỏ gì Việt Nam nữa, không có. Cho nên chính quyền luôn lúc nào cũng dựa vào tôn giáo. Rồi tôn giáo khoái chí dựa vào chính quyền. Đó, cho nên nó te tua tơi tả hết trơn. Chính quyền dựa vào tôn giáo để lớn mạnh, tôn giáo dựa vào chính quyền để có ra oai. Nhưng mà chơi hỏng lại mấy anh có tóc đâu, trọc đầu hỏng với lại mấy anh có tóc đâu. Người ta nói thế gian người ta nắm có tóc, ai nắm kẻ trọc đầu. Bởi vì đã trọc đầu mà còn tham vọng với danh lợi quá lớn đó, cho nên đó, cái mấy người có tóc á, nó sợ lật đổ nó, cho nên nó tìm cách này cách kia, nó làm cho banh chành hết, nó lòn vô hết, nó làm cho cụng đầu với nhau hết. Đó. Tại Hoa Kỳ này tôi đừng nói, tôi không nói Việt Nam. Nó làm sao mà kể cả thầy coi như là đi thưa trò, trò đi thưa thầy, rõ ràng cái chùa Kỳ Quan đó. Trời đất ơi, đâu xa lạ, thằng nào là đệ tử, ông nào là thầy, mà bây giờ đệ tử nó chơi ông thầy, trời ơi, nó chơi một cái đau đớn, để rồi bây giờ các vị thấy coi có ai mà ngu si vậy không? Trời đất ơi, cái dông cái cốt bây giờ nó đưa ra 3-4 tiêu chuẩn, nào là bây giờ đồng ý thì thử ADN, không đồng ý thì coi như là không trà trộn với cốt, nó làm Phật Di Đà để cho người ta lại. Nó học tiến sĩ đó, nó tiến sĩ đó mà nó ngu cỡ đó đó. Nó ngu tới bắt đầu mà nó dẫn Phật tử, mà tôi nói là tôi tức, là nó tự chuyện của người ta mà nói nó tức. Nó tiến sĩ đó, nó để là thượng tọa tiến sĩ đó mà nó ngu tới cỡ đó đó. Ngu gì đó mà nó làm được. Mà bởi vì tôi nói gì là tôi biết là tôi càng mất tín đồ, càng mất huynh đệ mà tôi phải nói. Bởi vì cái chùa Kỳ Quan ngày xưa tôi có từng tới đó giảng rồi. Thời chùa nghèo, những cái thằng tiến sĩ đó nó còn đi Ấn Độ nó học, mà ông sư Thiện Chiếu coi như là chắc mót tiền bạc nuôi cho nó đi học. Mà để ngày nay cái chùa nó như gì đó mà bây giờ tiến sĩ đó, mà đòi bây giờ trộn hết cái tro lại. Nếu Phật tử, nếu mà các vị có gửi cốt đây chịu, phương pháp thứ ba là trộn hết các cái tro lại, cái rồi làm cái đúc cái tượng Di Đà. Trời Phật ơi, trời Phật ơi là trời Phật. Cái đạo Phật cỡ đó thì đạo Phật gì ta? Rồi nó kéo cả bè cả lũ, nó đi cầu siêu. Giờ muốn lấy lòng bá tánh bổn đạo là kéo. Chiều hôm đó kẻ bịt hầu, người bịt miệng lại để cầu siêu. Rồi nó cầm cái ly, nó rầm thì nó rải. Trời ơi, cái đạo Phật mà có những cái loại thành phần như vậy thì còn gì đạo Phật. Mà tôi biết là tôi nói ra là tôi bị trên đe với búa, nhưng mà tôi nói thật các vị là tôi không sợ nha. Tôi không sợ à. Ngày nay là tôi mua bảo hiểm nhiều lắm mà, lớn lắm à. Ai mà đụng tới tôi cái là nội bà bảo hiểm mình nó tra thôi chứ không cần gì. Thì tôi đang ở xứ tự do mà. Nhưng mà không phải là tôi muốn nói gì tôi nói, mà tôi nói thực tế như vậy đó. Các vị huynh đệ nhớ cái 33 lịch đại tổ sư đã đi qua đó. Tổ sư tử cũng bị nhà vua nó chém đầu. Các chị gõ vô tổ sư tử coi nhà vua, thằng vua nó chém đầu. Rồi tới cái thời của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà đi qua Đông Độ á, thật ra nói chứ nếu như mà tổ Bồ Đề Đạt Ma không có thần Quang Huệ Khả tổ sư thứ hai đó, thì thật ra tổ Đạt Ma ngồi dựa dắt cho tới cái ngày xương tàn cốt rũ, chứ cũng không ai mà được biết ông đồ Bồ Đề Đạt Ma đâu. Biện cha Lương Võ Đế cha cũng cái nào đúng là tôi nói đúng à, cái nào đúng dầu là tôi cũng nể phục ông Lương Võ Đế lắm à, nhưng mà cái nào sai là tôi nói sai à. Lương Võ Đế nó đâu đồng ý, nó là cái thế chính trị mà, cho nên nó trả lời hỏi trẫm làm vậy bao nhiêu công đức, nói bà không có công đức gì hết. Nó quýnh một trận là coi như là chạy vô lên ngồi, gọi là 9 năm dai mặt vào vách. Nhưng mà cũng may thay là ở Đông Độ có thần Quang, lúc bây giờ còn là thần Quang, tới để cầu đạo, tha thiết cầu đạo. Đó cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: này Thần Quang à, mười phương trên Như Lai đã từng bỏ mạng như hà sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng làm những điều khó làm, đã từng nhẫn những điều khó nhẫn. Bọn ông tưởng đâu đạo dễ cầu lắm hà. Cho nên như vậy mà ngài Thần Quang quyết chí hiểu được cái ý tổ mà phải gọi là quy ở dưới tuyết, quỳ dưới tuyết để tha thiết để cầu đạo. Chặt cánh tay mà nói chặt cánh tay là không có chặt cánh tay nào. Sở dĩ chặt cánh tay trái có nghĩa là bỏ những cái trái, chứ đừng nói là tổ chặt cánh tay rồi dựng phim lên tặt cánh tay, còn tay làm gì ăn. Tính nói nó phải có tình có lý. Cho nên vì vậy đó. Nhưng mà rồi á, Thần Quang Tuệ Khả vẫn bị thầy chùa nó bỏ tiền nó chém đầu. Đó các vị thấy chưa? Đó. Vì vậy mà các vị nhìn kỹ coi từ thời Đức Thế Tôn cho tới tổ sư Ca Diếp là tổ thứ nhất, chạy dài cho tới Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28, tổ Huệ Khả, tổ Đạo Tấn, tổ Hoàng Nhẫn, tổ Huệ Năng, có vị tổ nào mà tham gia chính trị đâu. Vậy mà cũng bị mấy ông bị chặt đầu đó. Nói ra đau lắm. Nên phải nói. Rồi bắt đầu tới năm nhạc kêu bằng năm nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ đạo, năm nhạc Hành Tư, Mã Tổ Đạo Nhất, rồi bắt đầu tới thời Mã Tổ đó. Bắt đầu là đời cháu nội của lục tổ Huệ Năng đó bắt đầu mới tham gia cái việc chính quyền. Thì nhưng mà tham gia chính quyền thì nó ủng hộ, nó mới làm cho nổi cộm Phật giáo lên, mới chia ra làm Ngũ Gia Tông Phái. Ngũ Gia Tông Phái mới nói rằng Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam Nhị Tam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư đó là Ngũ Gia Tông Phái đó. Ngũ Gia Tông Phái là từ thời Mã Tổ Đạo Nhất. Nhưng mà bây giờ trở lại, dầu cho Ngũ Gia Tông Phái nhưng mà suối nguồn từ lục tổ Huệ Năng hết đó. Thôi tới đây hết giờ rồi, mai nói tiếp cái điều này hay lắm các vị. Các vị nên nhớ là bây giờ phải học những cái này nè, nó đã cái đầu dữ lắm nha. Ai nghe trễ nghe lại và share cho mọi người cùng nghe. Mai nói tiếp cái bài này nữa, nhớ cái bài này tuyệt vời lắm à. Nghe là ta mạt pháp, chữ ta là ta tháng là ôi đó, giờ ta theo cái người quê mình là ôi mạt pháp ác thời thế. Mai coi tại sao cái thời Huyền Giác thiền sư mà cái thời cách đây 1300 năm mà sao mà có chữ mạt pháp này. Thôi hẹn gặp lại các vị vào giờ này ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.